Những chiếc xe tiêm chủng lưu động trông giống như những chiếc xe buýt thông thường, nhưng bên trong lại được trang bị đầy đủ để phục vụ việc tiêm chủng ngừa COVID-19. Điều này giúp tiết kiệm thời gian của người dân địa phương và nâng cao hiệu quả tiêm chủng. Tôi cảm thấy rất tốt sau khi tiêm phòng. Tôi sống gần đây và tôi nghĩ rằng có xe buýt tiêm chủng như thế này khá thuận tiện. Rất tiện lợi, họ cũng thông báo rằng tôi có thể được tiêm mũi thứ hai vào cuối tháng 4. Có thể tiêm cho 3 người cùng một lúc trên xe, mỗi người được tiêm trong khoảng 3 phút. Vì vậy, trong khoảng 2 giờ sẽ có tầm 300 người được tiêm vaccine trên xe. Nhà sản xuất xe tiêm chủng lưu động này cho biết, xe còn được trang bị hệ thống chiếu tia cực tím để khử trùng bên trong, đảm bảo môi trường sạch sẽ và an toàn. Đến nay đã có hơn 10 triệu người ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc được tiêm phòng COVID-19.